Ok, em mày chào cả nhà. Hôm nay em mày chia sẻ cách tách bột nè cả nhà. Nhanh gọn. Nhất là mấy bạn mà mới vô nghề á. Mình tách bột dễ bị tình trạng hay chảy hai bên hông hoặc là bột khô ha. Bột mà nó chảy hai bên hông là mình chảy láng rất mất nhiều thời gian. Quan trọng lúc tách bột là mình hai bên hông nè cả nhà, đừng để nó chảy ra, mình dập cọ hai bên hông nè cho móng nó hạn chế vấn đề bị hở nè. Mình thấy không, mình đắp rất là sạch vậy luôn, và một lát mình chảy láng rất là nhanh, không mất nhiều thời gian ha. Khi mấy bạn mà mới vào nghề thường hay gặp là một là hai bên hông nó mỏng quá, còn hai là cái bột nó chảy hai bên hông. Là mình lấy cái xếp cho khách á, nó cũng lâu hơn nữa. Mình thấy không, em mày nặng cái bột vừa tới cái mí của cái thiếp thôi, hai bên hông đó nó không có trào ra ngoài ha. Vậy là anh mì đã xong một cái bàn tay rồi đó cả nhà. Bây giờ sang bàn thứ hai nè. Em mì đắp bàn thứ hai thì em mì cho cái bàn tay đắp xong vô hơn ha, cho nó mau khô. Tùy theo muốn dài muốn ngắn mà các bạn có thể đắp một cục bột hoặc hai cục bột ha. Cái bộ móng của cô này em này làm cũng không có dài dữ. Thấy không, hai bên hông em này đắp rất là sạch sẽ luôn. Hồi nào em này cũng tém bột hai bên hông trước ha, dầm tiêu đi cầu nè, mình dập cho nó sát thì khách đi lâu là ít có bị hở lắm cả nhà. Mình tém hai bên hông như cho nó gọn nè cả nhà thấy không? Mày thêm em miếng nữa là mình xong rồi. Đó là mày đắp xong 10 ngón nữa cả nhà.
Okay, xuất phát rồi ở nhà. Bây giờ em mình sẽ lấy ship cho cô khách này ha. Đó, cả nhà thấy hai bên hông nó không có dính bọt nào, thấy không? Cô này chỉ giũa thường thôi ha, không có giũa kiểu. Mình rửa xong nè các bạn, bây giờ em mình sẽ chạy láng ha, để chờ bàn bên kia cho nó khô. Nên đây mình chưa có rửa bàn bên kia. Nè các bạn thấy em mình đi vòng tiêu đi cầu không? Mình sẽ đi dùm tiêu đi cầu trước tiên lúc em mình chả lán nha. Cái miếng da đây mình cắt luôn à. Đó. Các bạn thấy không, em này chả láng rất là nhanh, mình không cần phải nạo nhiều hay là phải cần phải năm cái cây đừng chảy vô, năm cái đầu dũa vô, tại vì mình đắp bột nó không có chảy ra bên ngoài á. Đó là em này đã xong một tay rồi đó cả nhà, tay bên đây khô, giờ em này lấy xếp nè. Mày chả láng bộ này ta bên đây nha cả nhà. Mày gọt với cho nó sạch nè. Nhà thấy em mày đặt từ hông nè, từ hông bên phải em mày nạo qua trái cái là nó đã sạch rồi. Đó, cả nhà thấy không, cái đường rất là sạch. Các bạn thấy không, cái dầm tiêu đi cầu này chảy rất là tròn nè, thấy không, sạch nè, hai bên hông sạch luôn.
đắp bột cũng là cái cách quan trọng khi mình làm món mới đó các bạn. Mình đắp bột và nó sạch, nó đẹp, nó bằng phẳng ha, nó không có bị đồi núi chập trùng nữa, là mình chả láng rất là nhanh, vừa không mất thời gian của mình mà không mất thời gian của khách hàng nữa. Đó, em mình chả láng xong rồi, bây giờ em mình sẽ dùng cái cây nhỏ nè để em mình clean những cái dưới cho nó sạch nè cả nhà. Này không phải là bột nhưng mà cái móng mình giũa nó cái sơ đó. Mình làm bộ móng nhanh nhưng mà cũng phải sạch sẽ ha, đầy đủ step chứ không có cắt bớt step thôi. Mình chia sẻ với các bạn, bây giờ em mình bước vào cho cô khách này đi rửa tay là mình đã hoàn thành xong bộ mới ha. Đắp bột nhanh gọn nè, không mất nhiều thời gian của khách và của mình nữa. Các bạn nè, em mình bước vào xong cho cô khách đi rửa tay, cô khách quay lại là em mình đã xong nè cả nhà. Đó, em mình đã xong cái bộ mới của cô này nha. Ok cả nhà, đây là em mình chia sẻ cách đắp bột và nhanh gọn lẹ nè. Cho các bạn đang tập vô nghề nail hoặc các bạn đang học nghề nail thì mình có những kinh nghiệm nho nhỏ mình chia sẻ với các bạn ha. Em mình xin tạm dừng video tại đây. Chào tạm biệt các bạn.